Rồi bây giờ mình thẩm định nha, thẩm định những món các bạn gửi nha. Đầu tiên là anh Hải nha, anh Hải gửi một cái bình rất là đẹp luôn, một cặp bình nha, một cặp bình nhìn nó rất là đẹp, nhìn tơ tóc luôn, cái màu trắng nè, cái màu trắng này nè, cái màu trắng trong luôn nè, trắng này là của màu trắng mới nè. Các bạn biết khi mà những cái món đồ mà nó có thời gian á, cái nét thời gian nó sẽ ngã màu nha, nó ngã màu là nó sẽ ngã cái màu men nếp, cái màu men nếp á, gạo nếp á, và nó một có một cái màu nữa là màu trắng đục. Cái màu này là màu mới mới nha, không có gì gọi là nét thời gian hết nha. Khi mình coi cái này á, thì cái này là đồ nó cũng 2 3 3 30 năm thôi, nó là đồ in nha, đồ in. Thì đồ cổ này á các bạn, đồ in nó ít giá trị lắm, thường nó vẽ tay nó mới có giá trị nhiều, tại vì làm thủ công mà, thì nó không có. Một ngày các bạn vẽ vài món thôi, một hai món gì đó thôi là hết thời gian rồi. Còn mình in rất là nhiều luôn. Thì đó, cái món này á, thì nó gọi là đồ mới luôn rồi nha, đồ mới. Nói chung là nó cũng có khả năng lọt vô đồ cũ rồi đó, khoảng 30 năm trở lên đó. Nhưng mà mình để trưng đẹp thôi, nhưng mà cái giá trị kinh tế nó không có nhiều nha. Cái thứ hai là anh gửi một món, gọi là món này gọi là gốm Sài Gòn. Gốm Sài Gòn nha các bạn, cái bình trà nè, bình trà gốm Sài Gòn. Mà gốm Sài Gòn á, thường cái men nó đục nó trắng, mà cái nét vẽ của nó khác cái lá thiêu ở chỗ là nó vẽ nó hơi mờ hơn, mà cái men cái cốt nó trắng tư. Này gốm Sài Gòn, nếu không gốm Sài Gòn thì có khả năng là gốm Nam Phong thôi, nó có hai cái đó, Nam Phong với Sài Gòn á. Thì cái này là đúng đầu nha, cái bình trà này của anh là ok nha, đúng đầu nha. Rồi anh gỡ tiếp theo là một cái bình nhỏ nhỏ nè, anh cầm tay nè, có chữ nè. Anh hỏi ủa sao cái bình gì nhỏ xíu vậy? Tại vì anh biết cái đồ cổ á, nhiều khi nó nhỏ nó rất là có giá nữa nha. Tại làm cái đồ nhỏ nó thật sự mà nói nó cũng khó lắm. Khi mà anh cái bình anh nhỏ xíu gì mà anh sử dụng một cái bút như thế nào để anh vẽ lên một cái tác phẩm đó. Cái bút cực kỳ nhỏ luôn đúng không? Thì cái tay nghề của cái người thợ đó thì đâu phải giỡn đâu, nó người thợ đó là phải cực kỳ giỏi, phải lành nghề, vẽ được lên những sản phẩm nhỏ. Đôi khi những món nhỏ nó mắc tiền những món lớn nha. Cái này là chuẩn đồ nha anh, cái bình này có thể là người ta đựng đựng thuốc nè, rồi người ta đựng mấy cái nhỏ. Rồi cảm ơn anh Tài đã gửi nha. Rồi tiếp theo coi đồ cho anh Thế Cường nè, anh Thế Cường gửi cho mình là đầu tiên là một cái bát. Cái bát các bạn biết, thấy cái đít này các bạn biết không, mới cáo luôn, cái này giống như mới làm luôn nè, mới cáo luôn, không có gì gọi là nét thời gian hết, mới dữ lắm, mới luôn. Rồi cái đít này, nhìn cái đít là biết liền rồi, mới quá mới, ở trong nữa nè, không có gì gọi là nét thời gian hết, cái này đồ mới hoàn toàn luôn anh ơi. Rồi anh gửi thêm một cái màu nâu nâu nè, cái chén nè, nhìn cái đít cái chôn trắng nhấp nè, cái này cũng đồ mới luôn nha, hai cái này là đồ mới hết. Rồi anh gửi thêm một cái bát nào nè, cái bát màu có chữ này, nhưng mà đồ này đồ đồ in nè, chứ không phải đồ vẽ, đồ in nha anh, cái đồ in đồ tàu mà đồ in nè, này mới đây thôi, thời gọi là thời Trung Hoa Dân Quốc nha, mới đây thôi, là có nghĩa là cái thời này đã có cái tên tên tên, tên nước rõ ràng rồi đó, Trung Hoa Dân Quốc đó. Đồ này này gọi là đồ xưa nhưng không có giá nha anh ơi. Gửi thêm một cái nữa nè, cái chén này có chữ nè, đồ này của anh cũng là đồ xưa luôn, nó cái này giống như là đồ xuất khẩu vậy đó, xuất dương vậy đó, nó nói chung là nó non lắm, nhìn nó non lắm, nó không có giá trị nhiều. Rồi tới một cái bình đây, một cái bình có chữ đây, bình này gọi là bình có chữ nữa, này gọi là đồ xưa luôn, đồ xưa hoặc đồ cũ. Cái bình này bình nữa là tứ giác, này đồ xưa luôn anh ơi, không phải đồ cổ nha, trong đồ xưa. Rồi cảm ơn anh Thế Cường đã gửi đồ. Tiếp theo một anh nữa là anh Tô Sang. Anh Tô Sang gửi là một cái bình này, một cái bình này nó đồ cũ, đồ cũ, một cái bình này nhìn nó lạ lạ mà cái men giống như men da lương. Thì cái này chừng 30 năm mà cái này chắc không có giá anh ơi. Rồi anh gửi một cái
Cái này gọi là cái bình nước nha anh, cái bình nước của gốm Biên Hòa nha, gốm Biên Hòa của anh thì cái này chắc trước giải phóng nó khoảng 40 năm gì đó. Anh gửi một bức tranh nè, bức tranh này là bức tranh xưa nha, bức tranh này khoảng thập niên 70 80 gì đó, 2 3 bức nè, đó gọi là bức tranh xưa nha anh. Bức này em nghĩ là khoảng 5 triệu, 5 triệu. Rồi anh có gửi một cái con cóc với một cái nho sóc nè, nho sóc nè, nho sóc là đồ đồng nha anh ơi, đồng xưa nha. Rồi anh gửi một cái đôn, cái đôn này là đôn của Biên Hòa hoặc Lái Thiêu, tôi không có kỹ nữa. Thì cái này chắc giống Lái Thiêu hơn anh, giống Lái Thiêu hơn. Cái đôn nó khoảng 3 4 triệu rồi đó. Anh gửi với đích là một cái mộc nè, Việt Nam gì nè, Việt Nam gì nè, Việt Nam đô na, một đô na. Cái này là sau giải phóng. À cái mộc của anh là chắc trước trước giải phóng luôn. Rồi cảm ơn anh Tô Sang thì gửi đồ nha. Rồi tiếp theo coi đồ cho anh Quốc Thái nè, anh Quốc Thái nè, anh Quốc Thái gửi 2 cái bình nha. Cái bình này mà nó đúng đồ mà nó chuẩn cổ này kia là vô đó nghe, vô khúc luôn nghe, vô cục luôn bình này. Nhưng mà đồ này anh biết á, cái phong cách vẽ, cái phong cách vẽ với cái thần thái á, là đồ này là cái này là phong cách của người con gái của, không phải là cái này giống đa giống châu Âu hơn nghe anh ơi. Em là đồ này vẽ theo cái phong cách này là châu Âu, nhưng mà cái đồ này là đồ của Trung Quốc. Tích thì nó lạ lạ, cái này chắc nó là đồ xưa chứ không phải đồ cổ, đồ xưa nha. Nói chung là mấy cái bình mà vẽ tích này thấy ngộ ngộ em mới thấy. Rồi anh gửi thêm một cái bình nha, cái bình này của anh là bình Nhật nha, nhìn mới cáo luôn anh ơi, bình lục giác Nhật, lục giác Nhật anh ơi, lục giác Nhật này mà nó không có nhiều tiền anh ơi. Cái này chắc cũng xưa rồi đó, cũng xưa chứ không phải mới lắm. Thì cái này chừng 1,5 triệu. Rồi anh dạ, gửi thêm một cái bình Nhật nè. Nói chung là anh trúng đồ Nhật rồi đó. Em thấy đa phần đồ của anh là đồ Nhật, Nhật xưa à, Nhật xưa mà đa phần là in không. Cái bình này Nhật luôn đây, Nhật luôn nha. Cái bình cao 24 nè, cũng đồ Nhật luôn nha anh ơi. Chắc anh là trúng đồ Nhật hết luôn rồi đó. Em thấy đa phần là của anh đồ Nhật hết. Rồi có một bạn, bạn Chi nè, à, bạn nói là có thể coi giùm mình được không? Thì bạn nói là bạn đạo đâu á, cái này là con cóc nè, con cóc, cóc phong thủy nè. Thì món mấy món này thì gặp rất là nhiều luôn. Tại vì biết sao không các bạn? Tại vì những món này là những món đời đầu á, những món mà nó ra đời đầu tiên á, bên Trung Quốc họ sản xuất á, về về đây người ta thấy lạ nên mua nhiều lắm. Có nhiều bạn mua tới cả chục năm, 20 năm sau thì mới đem ra, nó giống giống như đồ quý gì đó, rồi đi giấu đi cất gì đó, bây giờ mới lòi rất là nhiều. Mình cũng có một cái câu chuyện rất là vui kể cho các bạn nghe, là bữa trước là có một bạn đó là cũng gửi cho mình một cái hồ lô và hai con cóc thiền thừ nè. Bạn nói là đồ này quý lắm, coi kỹ giùm em, rất là quý hiếm. Mà các bạn biết hồ lô Bắc Tiên rồi đó, mấy cái đó đâu có nhiêu. Bạn nói là cái này bán 7,5 triệu, các bạn không nghe là nhầm đâu, 7,5 triệu. Bạn kêu là mình đi thử cái vàng gì đi, mình nói cái này mình gặp nhiều lắm, mình không thể nào mà lầm cái món này được. Thì bạn cứ khăng khăng là à món món đó món này của mình khác, món này của mình này kia, thì bạn đó cũng vui tính lắm, thì mình cũng tư vấn cho bạn hết mình vậy đó. Cuối cùng thì mình gửi chừng cả 100 cái món giống như cái món của bạn đó gì đó, thì bạn đó mới mới ít nhắn tin cho mình nữa. Thì các bạn biết á, thật sự mà nói á, cái hồ lô Bắc Tiên á, ở ngoài thị trường nó quá nhiều đi, nó nhiều đến nỗi mà bây giờ thẩm định nó đa phần á 100 200 món là có chừng 10 món đó rồi. Tại vì sao? Thì tại vì nó ra lời đầu á, rất là nhiều người mua nhầm nghe các bạn, mua nhầm rồi bỏ tới bây giờ luôn á, rồi người ta mới đem ra người ta coi, hoặc là đi đánh bóng thấy vàng quá. Thật sự nó là đồng thau thôi. Ví dụ như cũng cỡ các bạn mua 10 năm 20 năm á, thì nó cũng có xuống màu một xíu rồi, nhìn nó cũng cũ rồi đó, nhưng mà cái giá trị nó không có nha. Nói chung là có cái gì mình nói đó thôi, chứ mình cũng không có dám nói thêm nó bớt gì đâu.
Cơ đồ cho anh Phật giáo Hòa Hảo nè. Anh Phật giáo Hòa Hảo này á, là một anh rất là thích chơi đồ. Anh ở Biên Hòa, Đồng Nai. Anh khoe với mình đó các bạn là anh có 10.000 món nha. Các bạn không nghe nhầm đâu nha. 10.000 món à, anh nhiều hơn mình nữa đó các bạn. Tại vì á, các bạn biết ở xứ đó là Nghệ Chân, cái xứ sở của gốm Biên Hòa luôn, mà đa phần của ảnh là đồ Biên Hòa, đồ lái thiêu nha. Tại vì á, ảnh sưu tầm mà Nghệ Chân cái gốc luôn á thì nhiều, ảnh mua giá nó cũng tốt lắm các bạn, gần 10.000 món á. Các bạn nghĩ ra 10.000 món nó nhiều cỡ nào, thì nói chung là nó cũng giá trị nó không có nhiều đâu. Thì các bạn nào mà thích á thì mình gửi thông tin cho đó. Ảnh muốn chia sẻ hết những cái món đó hết luôn, 10.000 món á. Các bạn biết 10.000 món nó nhiều cỡ nào, mấy kho luôn á. Thì các bạn đem về các bạn mở quán cà phê hoặc làm cái gì đó các bạn cũng được. Ảnh nói bây giờ mua quá nhiều rồi không biết làm sao hết trơn á. Thì mình có phiên ảnh là bây giờ anh mở cái quán ra đi, hoặc là anh muốn thanh lý gì đó thì anh cứ gửi qua đây, quay cái video gì đó em gửi cho tất cả mọi người xem, người nào thích hoặc là hữu duyên gì đó mình giao lưu thôi đó, vậy đó. Thì các bạn biết sưu tầm lâu năm mà ngay chân gốc nữa thì cái số lượng đó nó cũng nhiều lắm nha. Anh gửi một cái bình Nhật nè, có hai cô gái nè. Cái đồ này đồ in anh ơi, đồ in nha, đồ in Nhật in nha. Thì cái đồ này nó cũng không có xưa nha, đồ in nha, đồ Nhật. Một cái bình Biên Hòa, anh chắc bình này chắc cả 100 cái cái 1.000 cái quá đâu. Bình Biên Hòa bông nè, cao nè. Cái xứ của anh là ngay chân cái gốc luôn rồi, thì anh mua chắc không có cao đâu. Thì cái loại này là cái bình bông này, Biên Hòa này là sao giải phóng nha, nó còn mới lắm. Rồi một cái bình, cái bình tiếp theo bình trắng trắng có vẻ bông đào nè. Cái bình này là bình tàu, tàu cũ. Bình này chừng 40-50 năm nha. Thường á, cái mấy cái tàu cũ này với cái tàu Nhật nó hơi giống nhau các bạn, nhưng mà khi mà cái niên đại của nó thì nó cũng có khác lắm. Rồi tới anh Quốc Thanh gửi nè. Anh Quốc Thanh gửi một cái cục đá giống như cái gỗ quá đá nè. Thì cái này nhìn ở trong hình là thua anh ơi, nhìn trong hình không biết gì đâu, nhìn nó đen thui, nhìn không có trên có dưới chân. Gỗ này anh hỏi cái gì em cũng không biết nữa. Thì anh với lại anh gửi hai cái sừng nè. Hai cái sừng này thì là gọi là hai cái sừng con dinh nha. Cái sừng này con, cái con này nó ngủ mà nó móc đưa cái cây á dinh. Thì lúc trước các bạn mình nó có bán một cái, là cái này bạn bán là 2 triệu nha, nếu mà sừng thật là 2 triệu 2,5 triệu gì đó. Còn cái này mới cũng nhiều lắm nha anh ơi, cũng không biết được, có nhiều cái mới dữ lắm luôn. Coi đồ cho anh Nguyễn Hữu Trọng. Anh Nguyễn Hữu Trọng gửi là một cái, anh gửi nhiều lắm, một cái chén nè. Một cái chén này mình coi ra là đồ đầu 20, rất là đẹp luôn. Đầu 20 cũng gần cổ nè, có con rồng nè. Nhưng mà mình treo ảnh chụp kỹ lại đi, nhìn cái chén này đẹp quá. Chén có đường kính có 10 à, mà hai cái đẹp lắm. Tiếp theo là anh gửi một cái dĩa nè. Dĩa này đồ cũ nha, dĩa này đồ Nhật nha, Nhật in đồ cũ nha. Rồi gửi một cái chung nữa, đồ chung này cũng đồ cũ luôn, đồ Nhật in luôn. 4 cái nè, đồ in hết nha, mấy cái này không có giá trị cho anh ơi. Nói chung là rồi tới một cái dĩa này, cái dĩa này cũ luôn nè, cũ hoặc xưa thôi. Nói chung là mấy đồ này thường lắm. Rồi một cái ấm tử sa, là nấm tử sa này nhìn nó mới cáo luôn anh ơi, mới cáo luôn. Rồi tiếp theo coi đồ cho anh Trung nha. Anh Trung gửi là một cái bình màu xanh xanh nè, đít nè, nhưng mà coi kỹ cái men nó mới đó. Cái này đồ mới, đồ mới giống như đồ lỡ rồi đó. Đồ lỡ hiện 20-30 năm cũng có thể nói là đồ mới luôn, nó không có giá. Một cái bình đó nè, cái bình màu nè. Em khuyên anh thật tình đó, khi mà anh mới vô nghề chơi, anh đừng có chơi cái đồ sâu tuổi nha. Tại vì anh gửi em là những cái này phỏng theo đồ sâu tuổi rất là nhiều, nhưng mà anh biết á, để mà coi được những cái món đồ sâu tuổi như này hàng ngàn năm á, thì anh biết á, đầu hỏi rất là nhiều kỹ thuật, công sức, thời gian. Khi mà anh biết với lại cái đồ giả của nó quá nhiều đi, 100 món chỉ có 1-2 món mà thật thôi, cái tỷ lệ nó thấp lắm. Anh biết chơi khi mà anh lựa một cái đồ mà sâu tuổi, mà cái dòng, mấy cái dòng gốm này ngàn năm A-Buy người ta gọi là gì đó, thì cái khả năng anh mua đồ mới rất là cao, 90 mấy phần trăm luôn. Nói chung
Khó lắm anh. Nói chung là em nghĩ là anh nên chơi theo cái trường phái là đi đi từ từ đó anh ơi, đi từ từ thôi, từ từ rồi anh mua, hoặc là khi mà anh quen được những nhà sưu tầm lớn, những người mà chuyên chơi những món đồ này á, lúc đó anh học hỏi rồi anh mua cũng không muộn. Anh có gửi thêm mấy cái món xanh xanh nè, này đồ cũ hoặc đồ xưa thôi chứ không tới không qua tới mấy đồ cổ đâu, tại anh biết lúc xưa mà mấy cái món này á bên Trung Quốc nó qua mua về hết, nó bây giờ mình không có bao nhiêu chứ đa phần là đồ mới giả cổ hết, chua lắm anh, những món này nó chua lắm. Thật sự mà nói bây giờ kêu em mua những món này em cũng không dám mua nữa. Tại vì cái tỷ lệ mà nó là mới, nó quá tinh vi khó biết lắm anh. Nói chung là em nghĩ là anh nên chơi những món mà thế người kỷ 19 đầu thanh là thôi, những món là gọi là thông dụng, khi người ta nhìn vô thì dễ biết. Rồi coi đồ cho anh Tấn nè, gửi nguyên một cái dàn dĩa luôn nè, gửi dĩa một cái dĩa con gà nè, một cái dĩa này dĩa Nhật, một cái dĩa lấy thiêu mèo, anh gửi cho mình nguyên một đống dĩa. Mình đó là đồ dây chai, anh hỏi đồ dây chai là đồ gì các bạn, đồ dây chai là gì các bạn, đồ dây chai là những món mà nó không có giá trị nhiều á, nó chung là nó bèo á, những món này rất bèo á các bạn, gọi là đồ dây chai nha anh, đồ dây chai nha. Thì có sao nói vậy thôi chứ không phải là chê đồ của anh đó. Thích thì chơi thôi chứ không có gì, tại vì cuộc sống mà ví dụ như kinh tế mỗi người mỗi khác, sở thích mỗi người mỗi khác, anh thích cái gì anh chơi đó thôi, có gì đâu bình thường, quan trọng là anh thấy vui à. Nhưng mà tại vì nói đồ dây chai là cái ý em vậy đó anh ơi. Rồi tiếp theo nha, coi đồ cho bạn Phát Nhi nha, bạn cho Phát Nhi gửi cho mình gì đây, một cái dĩa này, một cái dĩa có chữ Tàu đây. Dĩa này là đồ xuất dương nha bạn, đồ xuất dương nha, đồ xuất dương là đồ xuất khẩu á, có nghĩa là trong cái giai đoạn mà nó làm những món ra xuất khẩu qua đi các nước trên thế giới để nó bán nha các bạn, gọi là đồ xuất dương. Nhìn nó cái men đó, nhìn nó còn mới rất là đẹp nhưng mà nó chưa cổ nha, đồ xuất dương. Một cái dĩa nè, rồi bạn gửi một cái này, gọi là cái món gọi này gọi là tàu cũ nha, tàu cũ. Rồi coi đồ cho anh này tiếp theo đây, anh này gửi nhiều lắm luôn, anh tên là anh Quỳnh Đẹp, anh Quỳnh Đẹp nha. Anh Quỳnh Đẹp gửi đầu tiên là một món một cái dĩa này, dĩa này dĩa mới anh ơi, dĩa mới, dĩa có hai con rồng nè, này mới cáo luôn anh ơi, này không có gì đâu, này dĩa đựng trái cây đi cúng nè, mới nè, một cái bình mới luôn, cái bình này giống như lò Cường Phát mới mới vẽ vậy đó, chừng 20 năm này mới luôn anh ơi. Một cái bình tiếp theo là mới luôn, một cái nắp nắp thố mới, một cái bát hương, bát hương thì quá mới luôn, này mới sản xuất cái chắc luôn. Một cái bình tiếp theo Cường Phát mới luôn, mới luôn. Nói chung là lô đồ này anh gửi là mới hết. Gửi một cái con khỉ nè, con khỉ bệnh mắt nè, bệnh mắt này các bạn biết cái bộ này là trong cái bộ là không nghe, không nghe là bệnh tai, không thấy, không thấy là bệnh mắt. Rồi còn một cái con nữa gọi là gì, gì không nghe, không thấy, không nói là bệnh miệng đó, rồi ba con khỉ vậy đó. Nhưng mà đồ này đồ mới thôi, cái bình rượu nè, bình rượu có quay nè mới luôn, một cái chậu gọi là cái chậu mới luôn, một cái bát hương, cái này giống như anh mới mua vậy đó, em thấy đồ quá mới, không biết là một cái bát hương gốm Biên Hòa mới luôn. Cái này không biết là đồ của anh mua hay là đồ sao, nhưng mà cái này không được nha, nên tất cả là đồ này không có giá trị mới cáo luôn. Rồi tiếp theo bạn 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 tiền gửi hai con cóc nè, nói chung cóc ngậm đồng tiền quá nhiều nha các bạn, nhiều khi nó trùng. Này anh xem giùm em hai con thiền thừ này ạ. Thằng cháu em nó cút đất trong cái kênh, thì hai con này, hai con thiền thừ này là hai con thiền thừ đồng
Nói chung là mới nha, mới hoặc là xưa gì đó cũng vậy, tại vì nhiều khi nó qua đây nó lâu rồi đó. Cái này nó sản xuất rồi nó bán qua đây quá lâu rồi. Giờ nó thành cũ luôn rồi, cũ hoặc xưa. Nhưng mà không có giá trị nha, tại vì nó là đồng thau thì cái tỷ lệ thau nó quá nhiều, nó không có đồng như chân áo lớp ngoài thôi. Rồi tiếp theo coi đồ cho một anh gọi là Bình Nguyên gửi cho một cái dĩa, một cái bình. Trước tiên một cái bình có hai con chim, bình này là bình in nè anh ơi, bình in bình mới nha, bình in. Nếu mà bình màu mà cái loại này anh biết giá trị nó cao lắm nha, bình màu rẻ mà giá trị nó cao lắm, bình mới. Rồi anh gửi một cái dĩa này, cái dĩa này có đầy đủ thông tin luôn nè anh, nè cái chữ luôn nè. Cái dĩa này của anh là sản xuất 1996 nha. Thường mấy cái dòng dĩa này là gốm của châu Âu, Pháp hoặc Anh, hoặc là nó có để dưới này hết trơn à, nhìn vô biết liền của anh là 1996 nè. Có nghĩa là những cái món này nó ghi cái năm dưới luôn. Rồi một cái dĩa tiếp theo nè, dính lên là anh nè, có dĩa anh. Nói chung là gốm châu Âu đó anh, gốm châu Âu cũng đẹp, nhiều cấp xốp, cốc xốp rất nhẹ, cốc xốp nhẹ lắm. Rồi dĩa anh gửi cái dĩa đẹp quá trời luôn nè, nhưng mà cái này là gốm gốm châu Âu nha. Thì gốm châu Âu thì nếu mà đồ xưa nó khoảng 500 700 triệu gì đó, tùy thôi mình thích mua. Quách len nè, dính linh rồi nè, này có luôn chữ nè. Chung là mấy cái này dễ câu lắm anh, tại vì nó có ký hiệu dưới chừng, có ngày tháng sản xuất, năm sản xuất gì có dưới hết. Gửi thêm một cái con này gọi là cái con gọi là quá thạch à, con này có thời tiền sử nha, hàng triệu năm nha, quá thạch, đá quá thạch nè. Cái này cũng ít thấy nè, nói chung là mấy cái này nước ngoài có nhiều, còn ở Việt Nam mà ít thấy. Này là đồ gọi là quá thạch của con này. Rồi anh gửi một cái con sư tử mà giống như cái mộc dấu, mà cái này là đồ mới nha, nên đồ mới đồ lưu niệm rồi thôi chứ không có giá. Rồi tiếp theo coi đồ cho anh Việt An. Việt An gửi một cái nậm, cái nậm này long ẩn nha anh ơi, long ẩn nó nậm đây là đúng đồ chuẩn nha. Cái nậm tiếp theo này cũng được nè, chuẩn luôn nè. Nói chung mấy cái nậm của anh là chuẩn đó. Rồi một cái bù lệch con chim. Cái này là đồ lái thiêu. Một cái chén tàu, cái này cũng chuẩn luôn nhưng mà tàu đá nha, nó giá nó không nhiều. Gửi một cái nậm, anh gửi một cái nậm nhỏ nhỏ nữa, nó ủa sao mà nó xíu vậy? Nhiều món cái nhỏ nhưng mà cái giá trị nó cao lắm anh ơi. Có nghĩa là không phải là cái gì mà lớn mà nó có giá nhiều đâu, nhiều món nhỏ nhưng mà nó giá trị nhiều. Người ta đựng thuốc gì đó hoặc đựng thuốc độc gì đó hồi xưa đó, thì người ta độc dược gì đó, nói chung là cái công dụng hồi xưa đó mình không biết. Gửi một cái nậm con phụng nè. Phụng thì anh coi anh không có gửi đích nhưng mà giống đồ Nam Phong nha. Nam Phong cũng đẹp, chung đồ này chuẩn nha. Rồi anh vẽ một cái bình lái thiêu nè, vẽ sơn thủy nè, cái bình này giá nó khoảng 1,5 triệu 2 triệu anh ơi, nó khoảng 60 đến 80 năm. Rồi anh vẽ một cái dĩa hình sô cô la có cây trúc nè. Cái này nó cái viền sô cô la là thường đa phần là đồ Nhật nhiều, đồ Nhật viền sô cô la. Cái này đồ xưa nha anh, đồ xưa. Đó, đó là những cái mình thẩm định trong cái buổi hôm nay đó các bạn ơi. Nói chung là trong khoảng thời gian qua rất là cảm ơn các bạn đã gửi nhiều món đồ cho mình. Thì cái gì cũng vậy, nó có cái sự tương đối nghe các bạn, có nghĩa là 80% thì có khả năng đúng, còn 20% ở ngoài thì phải coi ở ngoài mới biết chính xác nha. Nói chung lúc nãy mình đã nói rồi đó các bạn, thì thẩm định bây giờ là có phí nha, nó không có nhiều nha, để tránh tình trạng các bạn nhiều khi các bạn gửi những cái món đồ mà các bạn thấy các bạn gửi, thấy các bạn gửi gửi cho mình quá nhiều, mình coi mình không coi không nổi luôn. Nói chung là mình cũng hạn chế là nói chung là các bạn gửi quá nhiều, gửi tùm lum hết trơn, còn còn nhiều bạn cũng mắc cười lắm các bạn, gửi những cái món đồ trong bảo tàng các bạn, bảo tàng Đài Loan, bảo tàng Cố Cung, rồi quan những cái trang mà đấu giá đó cũng gửi quá nhiều luôn. Thật sự mà nói không phải là những cái nào cũng coi ra hết. Có bữa hổm có một bạn là gửi một cái món đồ minh,
là ở trên đấu giá đó mình bạn biết là đồ minh màu ở Việt Nam mà nó đâu có nhiêu đâu, tại nó bị nó thâu dễ trơn rồi. Mình coi tới coi lui hoài luôn á, thì nhiều khi cái mấy cái món đó coi cũng không ra, nhưng mà cũng có đặc biệt, có những món mình đã biết mình coi được các bạn, tại vì đó đó là những cái món mà nó vượt sự hiểu biết, và nhiều bạn gửi quá nhiều, các bạn gửi mình phải coi, nhưng mà các bạn biết nhiều khi gửi những cái hình ảnh trên sàn đấu giá, nói chung là làm mất thời gian của hai bên nhiều lắm các bạn, thì cái vấn đề đó là mình cũng không có thích nha, tại vì các bạn biết những cái món đó thì đó là đồ thật hết rồi, các bạn đem đi vô đây coi làm gì, thì cái cấp độ nào đó mình cũng nói rồi, thì các bạn cái level của các bạn cao á, thì các bạn mua những món đồ nó có giá trị thời gian cao, những cái món đồ có giá trị lớn thì mà các bạn đâu cần mình coi, còn những bạn mà mới vô nghề mới tập chơi hoặc lâu lâu có món mà không biết ai á, thì các bạn cứ gửi đi đó, thì cái đó là mình coi mà coi nó có phí nha, chứ nhiều khi các bạn gửi quá nhiều mà nhỡ những món không có giá trị gì hết á, các bạn rồi gửi nhiều rồi mình không coi thì lúc đó mình cũng ngại lắm, nên mình sẽ hạn chế bằng cách đó nha các bạn đó. Những món mà các bạn gửi thì có phí không có bao nhiêu, mong các bạn thông cảm đó, mong các bạn thông cảm nha, nói chung vấn đề này cũng tế nhị lắm thì mình cũng không có muốn nói nhiều, thì mong là các bạn nếu mà các bạn không có gửi gì thì cũng mong là các bạn ủng hộ kênh Cổ Ngoạn Cần Thơ, có tiếp theo sẽ có những video thẩm định tiếp theo, tất cả những món đồ các bạn gửi cho mình trong thời gian qua là mình sẽ coi hết đó, thì mình sẽ coi hết và mình sẽ thẩm định hết, làm những video để các bạn tham khảo vậy thôi. Rồi một lần nữa thì cũng rất là biết ơn các bạn đã ủng hộ kênh, cái kênh các bạn biết á, trong cái lĩnh vực đồ cổ này á, nó rất là ít người mà người 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 ta quan tâm nhiều các bạn, để mà tạo được một cái kênh các bạn hàng trăm nghìn lượt đăng ký á, rất là khó các bạn, phải bỏ rất là nhiều công sức, các bạn biết á, mình theo theo mình biết tới thời điểm này chưa có kênh nào mà đạt đến trăm trăm ngàn người mà để mà về cái lĩnh vực đồ cổ này rất là ít các bạn, các bạn làm trên lĩnh vực giải trí, các bạn làm trên những cái lĩnh vực ăn uống thì nó nhiều, nhưng mà cái này cái bộ môn này các bạn nó đòi hỏi nhiều thứ lắm các bạn, nên các bạn biết nhiều khi mình làm mình cũng phân vân lắm, tại vì các bạn biết cái tỷ lệ người mà xem những người mà đăng ký nó thấp lắm, nói chung là rất thấp, nên mình cũng rất là cố gắng luôn các bạn, mình sẽ cố gắng vượt qua con số là 100k các bạn biết, hiện tại những người mà làm mà mình để ý là những người kia làm kênh à 5 năm 7 năm 8 năm gì đó cũng chưa được các bạn, nhiều khi cũng có mấy ngàn người thôi, không có đạt được 100.000 người đâu các bạn đó đó, nói chung là phải rất là tâm huyết, là phải là yêu cái môn này và đồng thời là phải có thời gian đầu tư các bạn, không phải là đơn giản, làm rất là kỳ công. Mình cũng mong là các bạn coi được những video này thấy được những cái khó khăn của những người mà làm bên lĩnh vực mà đồ cổ, làm bên lĩnh vực mà yêu thích những cái bộ môn sưu tầm văn hóa và bảo tồn văn hóa này, các bạn thông cảm và các bạn hãy ủng hộ nhiều lên nha, tại vì rất rất là nhiều anh em mình biết không có đi được trên một cái con đường này tới cùng nha các bạn, nhiều anh em mới đầu vô tâm huyết lắm, đi được một đường đoạn đường là bỏ nha các bạn, bỏ rất là nhiều các bạn, để mà làm được một cái kênh mà nó có cái sức thu hút lớn và có nhiều người quan tâm á, thì thật sự mà nói á, nó dày công lắm các bạn, mình cũng không có chắc là mình đi tới đâu, nhưng mà hiện tại mình sẽ rất là cố gắng nha các bạn.